Đây là ghe ngò Càn Long. Chắc hẳn trong giới ghe ngò ai cũng biết rồi. Mỗi giải đấu mà Càn Long tham gia, họ luôn có mặt tại trận chung kết và tăng thêm phần hấp dẫn trong mỗi cuộc đua. Càn Long có một lối bơi, kỹ thuật thật đẹp, mà hầu các đội ghe hiện nay luôn học và bơi theo cách bơi của Càn Long. Họ tự nâng tầm mình lên thành gương để các đội ghe học hỏi theo họ. Đó là cái thành công nhất mà họ có, và cách buộc cần câu của họ được cho là đẳng cấp. Khi mỗi giải đấu tham gia họ chỉnh buộc một lần duy nhất, không chỉnh sửa thêm. Để biết tốc độ và cân chỉnh hợp lý để bước vào cuộc đua, có thể nói Càn Long họ đạt đến đỉnh của sự cân chỉnh cần câu mà các đội ghe khác chưa đạt được. Tuy nhiên năm nay thật bất ngờ là ghe ngò Càn Long có một mùa giải không mấy thành công, điều mà chưa từng xảy ra với đội ghe mạnh như Càn Long. Đúng là một mùa giải đầy bất ngờ. Hẹn Càn Long lần sau, chúng tôi vẫn luôn luôn chào đón các bạn. Ghe ngò Càn Long, một cái tên mà khán giả và những người yêu mến ghe ngò luôn nhớ đến. Sau đây xin mời cả nhà cùng xem lại ghe ngò Càn Long tham gia thi đấu mùa giải ghe ngò 2022. Ở đây là chiếc ghe Càn Long nha cả nhà. Ghe Càn Long đi cuối cùng. Càn Long muốn chạy Vinh. Sóc như Càn Long. Ông mặc áo đỏ là Tâm Sóc. Hôm nay là Càn Long, hôm kia là Càn Long. Oh!
đây là một kho, bên kia là Càng Long. Lâu quá trời lâu. Càng Long dưới âm kho cả nhà. Hai ghe xuất phát rất là kịch tính luôn nha. Quá luôn.